Rồi với bài 1.4, các bạn sẽ lấy thông tin sản phẩm có số lượng trong khoảng từ 20 đến 30. Chúng ta sẽ copy cái thông tin này ra. Và chúng ta sẽ select từ bảng chúng ta chưa copy bên này các bạn, chưa copy hiển thị sao chép. Ok, vẫn còn thông tin của cái cũ ha, chúng ta copy lại thông tin mới. Rồi hiển thị thông tin như vậy, chỗ này chúng ta cho đây là 1.5 sản phẩm có số lượng. Như vậy thì chúng ta sẽ lấy từ bảng sản phẩm có số lượng. Chúng ta trong coi trong bảng sản phẩm này nó có những cái field gì. Sản phẩm column số lượng ha. Sản phẩm thì chúng ta sẽ có where số lượng phải nằm trong khoảng thì các bạn sẽ dùng cái từ khóa là between ha, 20 and 30 đó. Các bạn dùng and or cũng được, nhưng mà các bạn dùng trong khoảng thì các bạn nên dùng từ khóa between thì nó sẽ hay hơn để mà giải quyết được cái vấn đề rất là dễ. Số lượng từ 20 đến 30. Bây giờ chúng ta thử xem cái bảng sản phẩm này nó có những cái record nào. Số lượng từ 20 đến 30. Đây số lượng của ta 15, 30, 40, 50. Như vậy chúng ta nếu như ấy thì chúng ta có thể là cho từ đây đến 50 nó sẽ hay hơn. Hoặc là 40 thì nó cũng có được 40 luôn đó các bạn. Rồi đây sản phẩm 40. Như vậy nó lấy cận 20, bằng 20 cho đến bằng 40 luôn nha. Rồi như vậy chúng ta đã có được câu 1.5.